Xin được tiếp tục với những thông tin dự báo thời tiết. Vùng núi Bắc Bộ đêm qua thì đã có mưa lớn. Liệu hôm nay có còn mưa không chị Lan Chi? Vâng, vùng núi Bắc Bộ thì sẽ vẫn còn mưa trong sáng sớm và đêm nay, thì tuy nhiên thì cường độ sẽ giảm dần. Mưa dự báo là sẽ chủ yếu xuất hiện ở khu vực Điện Biên Phủ, Sơn La, Lào Cai, Bắc Cạn hay là Hà Giang, Tuyên Quang, Hải Phòng. Thế còn các nơi khác thì không mưa, trời nắng cả ngày. Trong đó Hòa Bình, Cao Bằng, Việt Trì hay là thủ đô Hà Nội, Ninh Bình nữa sẽ có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất là từ 35 đến 37 độ. Trung Bộ thì đã nắng nóng một tuần nay rồi và chưa có dấu hiệu suy giảm. Dự báo là hôm nay sẽ tiếp tục nắng nóng suốt từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, nhiệt độ cao nhất là từ 36 đến 37 độ và thời gian nóng nhất là trong ngày là từ 11 đến 17 giờ. Tây Nguyên và Nam Bộ thì về chiều mưa đã giảm, chỉ còn là xảy ra ở một vài nơi, buổi trưa thì trời nắng nhiều. Ở Tây Nguyên do có địa hình núi cao cho nên nhiệt độ ở Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột trong khoảng là 31 độ. Còn thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Thủ Dầu Một hay là Châu Đốc thì trời hơi nóng với nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 34 độ. Các khu vực khác phổ biến là 31 đến 32 độ. Cảm ơn Lan Chi với những thông tin vừa rồi. Hy vọng là phần nào có thể giúp quý vị khán giả có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho các hoạt động trong ngày.